Do con ham chơi quá, không chịu lo học hành. Thầy giáo mới gọi điện cho mẹ sáng nay. Nên mẹ tức quá, dọn hết đồ cho em su su của con rồi. Con biết đâu, sao mẹ không hỏi ý kiến con chứ? Không có chịu đâu mà. Trả đồ chơi về chuyện tranh cho con đi. Không nói nhiều, mẹ đã quyết định rồi. Bây giờ con phải học đi. Con ghét mẹ, mẹ không thương con. Nè, con chạy đi đâu vậy? Đứng lại. Mẹ không có thương mình gì hết đó. Mình không có muốn ở nhà nữa. Cái hang này dẫn mình tới đâu vậy ta? Anh à, con mình bỏ nhà đi rồi. Em lỡ dọn hết đồ chơi và truyện tranh của con. Chẳng qua là em muốn để cho con học tốt hơn. Ai ngờ bây giờ nó bỏ nhà đi rồi. Bây giờ anh với em chia nhau ra đi tìm thằng bé. Khi nào mà thấy nó thì báo cho anh biết liền nghe chưa? Sao nơi này quen quen vậy ta? Sao giống như mình hồi trước quá vậy ta? Em đi ngủ đi, để anh chăm con thay cho. Anh thấy con chưa? Chưa. Cũng tại em mà. Tại em mà con mình mới bỏ nhà đi. Đốm ơi. Mẹ ơi. Đốm. Đốm ơi, mẹ xin lỗi con. Con không xin lỗi mẹ. Con đi đâu mẹ mẹ tìm không thấy hả? Con thương ba mẹ nhất trên đời. Thôi, con nói vậy là mừng rồi em. Thôi, con đói rồi phải không? Vô nhà đi, mẹ nấu cơm cho con ăn nha. Dạ. Bài kiểm tra thì lại bị điểm thấp. Hôm trước bị mẹ la, bụng bự vô lớp, cứ khoét loét đồ chơi mới, chán quá. Nè anh quá khứ, anh làm cho cậu chủ chỉ nghĩ về trường cũ mà không chịu làm gì hết à? Đúng rồi đó, cậu chủ không thèm nghĩ tới tương lai là tôi đây nè, mà cứ suốt ngày nằm trong phòng thôi. Chính anh hiện tại tạo ra toàn kỷ niệm buồn, anh còn đổ thừa cho tôi nữa hả? Ủa, sao lại có ba bông hoa ở đây? Xin chào cậu chủ, chúng tôi là ba bông hoa đại diện cho quá khứ, hiện tại và tương lai của cậu chủ nè. Thì ra là vậy, nhưng sao các bạn cứ cãi nhau in nổi vậy? Tất cả là do anh quá khứ cứ chiếm lấy cậu chủ, làm cậu chủ nghĩ về chuyện buồn cũ rồi ủ rũ hoài đó. Đúng rồi đó, bọn hoàng quá khứ sao mày lúc nào cũng làm mình buồn vậy? Không phải đâu, nếu hiện tại cậu tạo ra việc làm tốt thì đâu phải như vậy chứ. Tôi nghĩ tốt nhất chúng tôi không làm việc với anh nữa, như vậy thì cậu chủ mới vui vẻ cùng với tôi tạo ra nhiều kỷ niệm mới. Nhưng quá khứ quan trọng lắm, hai anh không thể không có tôi được đâu. Đúng rồi đó, mình không cần bạn nữa đâu. Từ bây giờ bạn sẽ không thể làm cho mình buồn nữa. Nè Đốm, xài cái viết mình cho mượn á, cho cẩn thận nha. Biết rồi mà. Trời đất, hôm trước đã làm hư một cây rồi, sao bạn không cẩn thận gì hết vậy? Hôm trước mình làm hư hồ nào, đừng có xạo nha. Bạn bè gì mà ích kỷ, không muốn cho mình mượn nữa thì nói đi. Sao bạn nói chuyện kỳ vậy? Từ nay mày không muốn chơi với bạn nữa. Bố mỡ đừng buồn nữa. Tụi mình làm bạn bao nhiêu lâu rồi, biết bao nhiêu kỷ niệm, đã làm gãy cây bút còn nghĩ chơi mình nữa. Cậu chủ không nhớ về chuyện cũ hết à? Nè con, mẹ đã dặn con bao nhiêu lần rồi, về nhà là phải cất đồ gọn gàng chứ. Mẹ dặn có hồi nào con đâu có nhớ đâu. Cất thì cất. Hôm nay con dám trả lời với mẹ như vậy đó hả? Như vậy là hổn có biết không? Từ nay ba cấm không cho con đi đâu chơi hết. Ở nhà dọn dẹp nhà cửa, học bài cho ba. Tại sao lại như vậy? Con sẽ không nghe lời ba đâu. Tại sao không có quá khứ mà cậu chủ vẫn còn buồn nhiều quá vậy? Mình hiểu rồi. Nếu ngay hiện tại của mình mà cậu chủ làm gì không đúng thì vẫn phải gặp chuyện làm cậu chủ buồn thôi.
Mình phải làm sao đây? Phải đi tìm anh quá khứ về thôi. Anh quá khứ ơi, anh ở đâu? Hai anh tìm tôi hả? Quá khứ ơi, cho mình xin lỗi nha. Mình trách sai bạn rồi. Cậu chủ có cần tôi nữa đâu. Cậu chủ rất cần anh đó quá khứ à. Phải có quá khứ, cậu chủ mới nhớ được những việc gì là sai mà tránh không làm nữa, mới biết rút kinh nghiệm để hiện tại làm việc đúng. Có như vậy, tương lai cậu chủ mới tốt đẹp được. Đúng rồi đó quá khứ, tôi có lúc buồn, cũng có lúc vui. Hiện tại, mình mới biết làm việc nào là đúng thì quá khứ mới có vui nhiều được. Ba bạn đều quan trọng với mình, hãy luôn bên cạnh để giúp mình làm nhiều việc tốt hơn nha. Đồng ý. Hôm nay cô phát bài kiểm tra hôm bữa, bạn nào dưới 5 điểm thì phải chép phạt lại cho cô nha. Hôm đó mình có học bài đâu, chắc phải chép phạt rồi đó. Đốm có 4 điểm thôi, chép phạt đi nha. Biết trước là có kiểm tra, chắc không đến nỗi như vậy. Thôi, đừng buồn nữa, bài sao ráng lên. Mình mà biết trước thì điểm sẽ cao hơn là cái chắc luôn. Ai cho mà biết trước? Mà không học bài như bạn á, biết trước cũng vậy à. Đừng có ra vậy với mình. Bạn bao nhiêu điểm hả? Mình 9 điểm. Thôi, không thèm nói chuyện với hai bạn đó đâu. Mình về trước cho rồi. Cái gì đây? 4 điểm hả? Dạ mẹ. Tại khó quá mẹ. Lại còn có lời phê nhắc nhở chép phạt nữa nè. Con không học bài phải không? Con quên rốt xíu chứ mấy. Lên dọn dẹp cái phòng, chép phạt liền cho mẹ. Trưa nay nhịn cơm luôn đi, hư quá mà. Dạ. Mình mà biết trước được mọi thứ, cả cái việc kiểm tra thì đâu đến nỗi như vậy. Ủa, bà kiểm tra hôm qua nè, có cơ hội làm lại rồi, làm thôi. Cây viết là chấm điểm luôn chứ. Im đi, đừng làm ta mất tập trung. Biết rồi, chắc điểm cao thôi. Cái gì? Vẫn 4 điểm? Cái chuyện gì vậy trời? Kiểm tra lại mà cũng có 4 điểm à. Quê xà. Học dở thì chịu đi, còn đổ thừa nữa. Đớm 4 điểm. Im hết đi. Các bạn im hết đi. Chuyện gì vậy? Chưa hiểu à? Ngươi mới là người phải im đó. Thời gian có quay lại, nhưng ngươi vẫn không chịu học bài thì cũng đâu có nghĩa lý gì. Đừng ngồi đó mà ước ao. Nếu biết trước không nỗ lực thì chả bao giờ đạt được cái mình mong muốn đâu. Biết chưa? Đúng rồi đó. Tất cả sẽ là công cốc nếu mình không chịu cố gắng bằng cô ngồi đó ước được biết trước. Mình phải cố gắng hơn thôi. Bù điểm lại cho bài tới. Không làm cho ba mẹ và thầy cô buồn nữa. Cố lên, cố lên. iPad thôi mà ba mẹ cũng không cho nữa. Bé ơi, Lưu Hành đến. Mình không ăn thịt bạn đâu, đừng có la như vậy. Tại sao bạn lại ở đây? Bạn muốn gì hả? Mình đi ngang đây, nghe nói bạn đang muốn có một cái iPad hả? Đúng rồi đó, mình xin ba hoài mà ba không mua cho mình. Vậy bạn giúp mình giữ cái iPad này mấy ngày được không? Hả? Ý bạn là cho mình cái iPad này hả? Không, mình chỉ nhờ bạn giữ giùm vài hôm thôi. Mấy bữa mình lại quay lại lấy, có được không? Trời ơi, tưởng gì, là mình mừng hụt, giữ mà không được xài cũng vậy thôi. Đâu, bạn có thể sử dụng nó thoải mái, không sao đâu. Thiệt hả? Thôi được, thà có còn hơn không, mình sẽ giữ giúp bạn vài hôm. Nhưng bạn nhớ, bạn không được chơi quá nhiều, đây không phải là iPad bình thường đâu nhé. Mình biết rồi mà, yên tâm đi, mình sẽ giữ cẩn thận.
Cảm ơn bạn nhiều nha, mình đi đây. Wow, mình đang cần, tự nhiên có cái sàn miễn phí. Giờ mình phải chơi với nó mới được. Trời, sao con chưa ngủ nữa? Bài tập trong lớp nhiều quá, giờ con mới đi ngủ được. Vậy hả? Thôi, tranh thủ ngủ, mai còn đi học nữa con. Dạ. Đó là bài mới của ngày hôm nay. Còn bạn nào chưa hiểu không? Nè Đớm, em đang làm gì đó? Em đang coi lại bài nè con. Vậy hôm nay cô đã dạy gì? Nói lại cho cô nghe xem. Dạ, em... Đớm, mấy hôm nay sao vậy? Bài tập về nhà thì bỏ bê, vô lớp không nghe giảng. Thì ra là do cái này hả? Ai cho em mang iPad đi học? Ngày mai cô sẽ qua tìm gặp ba mẹ em. Hả? Ba mẹ mà biết được là mình tiêu rồi. Phải tranh thủ chơi khi có thể mới được. Trời ơi, sao các em ấy có thể biết hàng con quái vật to như vậy được chứ? Ta sẽ tiêu diệt hết tất cả các ngươi. Sao mình hoa mắt mặt mỏ quá vậy? Cứu thời gian. Cứu tôi. Chuyện gì vậy, xảy ra vậy? Thiệt tình, mình đã nói với bạn là không được chơi nó quá nhiều mà. Đây là cái iPad hút sức khỏe của con người để lớn lên đó và biến thành con quái vật để tiêu diệt thế giới này. Ồ, thì ra là vậy. Hên mà mình tới kịp. Không phải iPad này không, mà các máy chơi game khác cũng vậy. Chơi ít thì không sao, nếu bạn chơi nó quá nhiều, bạn sẽ bị nghiện rồi không lo học hành. Hiểu rồi, mình không có đòi iPad nữa đâu. Giờ thì mình phải đi vào. Tạm biệt. Cây cối nào chịu cho nổi. Người mình đây còn muốn héo nữa, nói chi là cây. Ủa, các bạn có nghe tiếng gì không? Hình như có tiếng ai đó khóc đó. Hả? Ở đây nè các bạn. Khó chịu quá đi. Bạn trai ơi, sao bạn đứng đây khóc vậy? Ông chủ của mình đi vắng dài hôm, chả ai tưới nước chăm sóc cho mình hết. Chắc mình chết quá à. Tụi mình sẽ chăm sóc cho bạn dài hôm. Tụi mình cũng muốn chăm sóc cho cây nữa. Thật vậy hả? Các bạn thật là tốt bụng. Cảm ơn các bạn nhiều nha. Nè, hôm nay tới lượt Đớm đi xách nước tưới cho cây đó nha. Cái gì vậy trời? Sao tới lượt mình nhanh vậy? Chứ sao nữa, hôm qua mình đã đi lấy nước rồi. Hôm trước mình cũng đã bắt sâu cho cây rồi. Cứ như vậy thì chả nhớ được tới nhiệm vụ của ai hết đó. Tới lượt của mình á thì làm đi, bạn còn than gì nữa. Ai nói bạn là mình than hả? Thôi thôi, hai bạn dừng lại đi. Mấy bạn làm như vậy không sợ bạn cây buồn hả? Các bạn cứ mặc kệ mình đi. Đó, bạn thấy chưa? Bạn làm cho cây buồn rồi kìa. Hai bạn đừng có cãi nhau nữa. Mình có ý này hay nè. Vì bạn cây có ba cành, mỗi bạn sẽ chịu trách nhiệm chăm sóc một cành. Như vậy là công bằng. Ha, được á, vậy thì Đớm sẽ không hơn thua nữa. Được thôi, quyết định vậy đi.
Ui da, à, da, ui da. Ủa, bạn cây có bị sao không vậy? Cành bên đây của mình đang bị sâu ăn lá. Ai da, à, đau quá à, à. Là cành cây của bụng mự. Đúng rồi, hôm trước bụng mự có nói là phải đi thăm ông bà mấy hôm nữa mới về. Bạn ráng chịu đựng nha. Nhưng mà mình khó chịu lắm, cành cây đó héo khô rồi. Nhưng biết sao được, mình cũng giúp bạn. Nhưng mà đó là cành cây của bụng mự. Hẹn gặp lại bạn sau nha. Hả? Sao bạn cây lại ra nông nỗi này vậy? À, chắc là do cành cây của bụng bự mấy hôm nay không được chăm sóc cho nên cây bị dậy đó. Mình mệt quá, không gượng nổi nữa rồi. Trời ơi, mình đi vắng vài ngày, sao bạn lại mặc kệ? Tất cả là tại bạn á. Mình các bạn mau tìm cách cứu cây đi. Ông chủ đã về. Hả? Thì ra ông chủ của cây là ông Tiên á hả? Chính là ta. Tụi con xin lỗi vì đã không chăm sóc tốt cho cây. Tất cả là tại mình. Mình cứ nghĩ không phải trách nhiệm của mình nên mình đã làm cây bị héo. Các con đều có lòng chăm sóc cho cây, ta rất là cảm kích. Nhưng qua chuyện lần này, các con phải biết, khi cùng làm chung một việc gì đó thì ai cũng có trách nhiệm to lớn cả. Dạ, dạ tụi con hiểu rồi. Sao buồn hiu vậy con? Nãy con cùng các bạn nhặt rác với chút chuột mà con chả được khen, chỉ có tai to được khen thôi. Có sao đâu con, mình làm được việc tốt thì sớm muộn gì mình cũng sẽ nhận được điều tốt mà. Con chả tin đâu. Cho con cái này nè. Cái gì vậy ba? Đây là thẻ tích điểm việc tốt, chỉ cần con làm đủ 3 điểm việc tốt thì con sẽ đổi được một thứ mà con thích. Bất kỳ cái gì cũng được, đúng không ba? Đúng rồi, nhưng mà nếu người khác giúp lại con thì cái điểm đó nó sẽ mất đi rồi nghe. Dạ, con hiểu rồi, con đi đây. Phải tìm ai giúp đỡ mới được. Ê bụng bự, làm gì á? Mình xách đồ từ chợ về giúp mẹ, mà nhiều quá à. Để mình giúp cho. Wow, hay quá. Còn 2 điểm nữa thôi là đổi được robot mới rồi. Bạn làm gì á? Nhà mình tự nhiên mọc lên cây xoài. Mẹ nói mang ra rừng trồng cho nó mau lớn, chứ nhà mình chật quá à. Này tới to, đưa mình giúp cho. Làm việc tốt khó quá, mệt quá, đứng hết nổi luôn rồi. Nhà mình chỉ còn 1 điểm nữa thôi, phải giúp mẹ mới được. Để con phụ mẹ nhanh nhanh nha. Nghe hay đó, giờ con lật ra giúp mẹ nha. À, mẹ ơi, con sâu, giúp con mắt nó đây mẹ, con sợ quá. Cảm ơn con. Cực quá, cả ngày luôn mà chỉ mới có 2 điểm. Con giúp ba đấm lưng nha, ba mỏi quá. Dạ được, để con ba. Chúc mừng bạn, bạn đã đủ điểm để đổi quà. À, mình đổi robot được rồi. Yeah. Ủa, ông đang kiếm cái gì vậy? Nãy ông dập té, rớt mất cái mắt kính rồi. Cái mắt kiến bể rồi. Ông dùng cái này đi ông. Hả? Tiền đâu mà con mua vậy? Ta không lấy đâu. Cái này con đổi bằng thẻ tích điểm điều tốt đó ông.
là không có tốn tiền. Đốm của ba giỏi quá. Ba hả? Con tính đi trả thẻ lại cho ba nè. Con dùng hết điểm rồi. Đâu, con coi lại coi. Hả? Ba điểm còn nguyên nè. Con vì ông lão mà hy sinh điểm của mình thì con đáng được nhận món quà từ thẻ chứ sao? Ờ, giờ thì con tính rồi. Làm điều tốt thì chắc chắn sẽ nhận lại điều tốt. Không những vậy, con cảm thấy vui vẻ trong lòng nữa. Xin chào, anh hãy chia sẻ cho khán giả biết dự định sắp tới của mình. Sắp tới tôi sẽ ra 2 album nữa, sau đó sẽ đi lưu diễn ở nhiều nơi trên thế giới. Wow, được làm người nổi tiếng thích thiệt. Được nhiều người thích là còn được đi khắp nơi du lịch. Để được nổi tiếng thì người ca sĩ đó phải đánh đổi nhiều thứ lắm, không có phải như con nghĩ đâu. Con thấy cũng hay mà. Con suy nghĩ rồi, con sẽ trở thành một người nổi tiếng. Ba mẹ thấy đó, con mà nổi tiếng á hả, mọi người sẽ quan tâm đến con nhiều hơn. Ai cũng muốn kết bạn với con. Nhưng mà muốn như vậy thì phải có tài năng nữa con. Con chơi game giỏi nè. Trời, như vậy mà con gọi là tài năng hả? Thôi được rồi, ba sẽ giúp con. Rồi, bây giờ con đeo cái vòng này lên đầu đi. Ba sẽ biến con thành một người nổi tiếng với khả năng là chơi game. Con đã chuẩn bị chưa? Dạ rồi. Bây giờ thì con đã trở thành người nổi tiếng rồi đó. Ủa, con có thấy khác gì đâu. Từ từ, bây giờ thì con đi ngủ sớm đi. Ngày mai con sẽ thấy. Mới sáng sớm mà ai gọi điện thoại liên tục vậy trời. Tiêu rồi, chiều nay bên đài truyền hình sẽ tới. Phải chuẩn bị lau nhà dọn dẹp thiệt là nhanh. Có chuyện gì em ạ? Đài truyền hình sáng giờ gọi điện muốn phỏng vấn con về cách chơi game đó. Ồ, vậy là mình đã nổi tiếng rồi sao? Alo, đốm nghe đây. Hả? Phỏng vấn em hả? Dạ được, dạ được, dạ được. Theo tin tức chúng tôi mới nhận được, đốm đã đạt được thêm thành tích mới tại đấu trường game thủ. Mọi người đang ủng hộ đốm trong việc đi thi ở quốc tế. Hả? Đi thi hả? Sao mà thi nổi? Mỗi cái coi sao? Hôm nay chúng tôi sẽ làm chương trình đặc biệt về đốm. Chúng tôi sẽ phỏng vấn một số người bạn chung lớp với đốm nha. Dạ. Đốm thì hay quên làm bài tập về nhà, bị cô la đó. Đốm còn hay chọc ghẹo, thi thố với bạn bè nữa. Những chuyện này mà cũng nói ra được nữa. Thôi, không có coi nữa. Đi chơi bụng bự. Đốm ơi, lại đây nè. Đốm kìa, mau tới phỏng vấn ngay. À, đốm ơi, cho tôi hỏi là cảm nghĩ của cậu lúc này như thế nào? Cậu cảm thấy vinh hạnh lắm đúng không? Đúng rồi. Đốm giờ nổi tiếng rồi, chắc không chơi tụi mình nữa đâu. Thôi, bạn đừng buồn, tụi mình đi ra khu rừng vui vẻ đi. Đi chơi cũng không xong nữa, mình chịu hết nổi rồi. Ba ơi, cứu con! Ủa, sao tự nhiên lại vậy? Ba đã tắt cái máy đó đi rồi. Sao hả con trai? Nổi tiếng có sướng như con nói không? Không có sướng đi nào hết ba ơi. Vừa bận rộn, vừa áp lực, vừa phải đánh đổi nhiều thứ, làm gì cũng bị soi hết. Đúng rồi con trai, người nổi tiếng người ta phải chịu rất nhiều áp lực mà người bình thường không thể nào hiểu được. Ba chỉ muốn con sống tốt, cố gắng học tập, rồi sau này kiếm cho mình một công việc phù hợp với bản thân mình nhất, chứ không phải cần nổi tiếng đâu. Dạ con hiểu rồi, người nổi tiếng thiệt không có như mình nghĩ. Chết rồi, bọn cóp đuôi sát quá, biết làm sao đây. À, có cách. Bọn bữa hẹn nhưng mà sớm quá chừng. À, có chừng đâu. Ui da, đau quá. Bạn bay cái kiểu gì vậy? Ôi, đau quá. Mình xin lỗi, bạn có làm sao không? Hình như cánh của mình bị bong gân rồi, không bay được nữa. Để mình gọi xe cứu thương nha. Không kịp đâu, mình phải giao cái túi đồ này gấp lắm, không bỏ được đâu. Hay là bạn chuyển túi đồ này giúp cho mình nhé. Tại mình cũng có hẹn gấp với bạn của mình nên. Đau quá, làm sao mình chuyển đồ được đây. Thôi được rồi, để mình đi giao cho.
Được vậy thì hay quá. Cảm ơn bạn nhiều. Ráng lên, giao đồ lẹ đi. Tôi còn về gặp con bự nữa. Sao cái chỗ này ghê quá vậy? Có ai ở đây không? Có, ta ở đây. Dạ, cháu tới giao đồ. Có con chim nhờ cậu giao đồ đúng không? Dạ, đúng rồi. Vậy mau đưa ta gói đồ, nhanh lên. Dạ. Hai anh kia, mau đứng lại, giơ hai tay lên trời. Con chết rồi. Không được chống cự, anh đã bị bắt vì tội tàng trữ chất độc. Con có biết gì đâu, tiện có một chú chim nhờ con đi giao đồ thôi mà. Đúng rồi, con có bị sao không? Con của ông bà vừa bị phát hiện đang giao chất độc cấm cho một tội phạm. Đây là tội rất nặng. Con có biết gì đâu, tại chú chim bị con tông bơi gân cánh, con mới đưa đồ giùm thôi mà. Ôi da, đau quá. Bạn bán cái kiểu gì vậy? Ôi, đau quá. Để mình gọi xe cứu thương nha. Không kịp đâu, mình phải giao cái túi đồ này gấp lắm, không bỏ được đâu. Thôi được rồi, để mình đi giao cho. Được vậy thì hay quá, cảm ơn bạn nhiều. Ôi da, buông ra, buông tôi ra. Ôi, ủa, cánh của bạn có sao đâu? Ta giả đò để lợi dụng người đưa chất cấm thôi. Đó, con thấy chưa, kẻ xấu luôn sẵn sàng dùng mọi thủ đoạn để lợi dụng chúng ta để đạt được mục đích của chúng. Từ nay gặp người lạ nhờ đưa đồ giùm, giữ đồ giùm thì phải hết sức cảnh giác. Nếu thấy gì không ổn thì lập tức nói không và chạy khỏi chỗ đó ngay nha. Dạ, con nhớ rồi. Mười, 15, 20, 25, 30, 35, 100. Hai bạn đang trốn ở đâu vậy? Mình sẽ tìm được hai bạn cho mà xem. Cái gì vậy trời? Hả? Cái gì vậy ta? Hãy ghi điều ước và xé tôi đi. Kỳ lạ thiệt à. Không biết là cái sách vé điều ước đó là có thật không ta? Hay là mình ước thử xem sao? Lỡ nó có thiệt thì sao? Xe đồ chơi loại mới. Đúng rồi đấy thôi. Cầu được ước thấy. Thích quá, thích quá. Yeah. Sao mẹ buồn vậy? Hôm nay ở chợ hết củ cải rồi. Mẹ muốn làm món gì đó với củ cải. Không sao mẹ, con sẽ giúp mẹ cả một xé củ cải luôn. Trời ơi, ở đâu mà nhiều củ cải vậy nè? Trời ơi, cứu tôi với. Có chuyện gì mà hôm nay đớm vui vậy? Tí nữa hai bạn qua nhà mình chơi, mình có cái này hay lắm đó. Cái gì vậy? Bí mật. Bạn làm mình tò mò quá. Thích quá, con búp bê đẹp quá à. Bạn cho tụi mình hả? Ở đâu bạn có mấy thứ này vậy? Là nhờ có sách vé thần kỳ này. Nếu bạn muốn có thứ gì, chỉ gì, đi giờ đây là có ngay. Mình muốn có thật nhiều đồ ăn. Bánh kem, sô-cô-la. Mình muốn có một đôi giày trượt patin xịn nhất. Mẹ bị sao vậy mẹ? Không biết tự nhiên tiền biến đi đâu mất. Mới hồi nãy quá trời, mà bây giờ thì... Trời ơi. Nhà có trộm hả mẹ? Không phải là trộm đâu. Mẹ đang mở tủ tiền ra định lấy tiền thì tự nhiên nó biến mất trước mặt mẹ. Lẽ nào là... Cảm ơn quý khách đã sử dụng dịch vụ của siêu thị không gian chúng tôi. Cảm ơn quý khách đã sử dụng dịch vụ của siêu thị không gian chúng tôi. Hả? Thì ra là Đốm đã mua hàng mà không biết. Tưởng đâu được ông Bục cho điều ước chứ.
sao cô dám mua một đống đồ chơi công nghệ mà không xin phép mẹ? Con sẽ biết tay với mẹ. Quý rồi, mẹ mình lên, giờ sao đây? Cầm cái kế, trốn lên thùng xanh. Quá phụ tay to đi. Tay to, để mình phụ bạn cho. Ồ, cảm ơn bụng bự nha. Mà trọng sách nặng lắm, mỗi người bê một ít nha. Trời ơi, chuyện nhỏ, chút xíu sách này làm sao làm khó được bụng bự lực sĩ được. Nghe heo. Ồ, yeah, không ngờ bụng bự khỏe ghê nha. Bình thường thôi, như đây đã là gì với mình đâu. Vậy mày có giỏi thì đeo thêm cái ba lô đầy sách nữa đi. Khỏe ghê. Cũng thường thôi. Vậy bạn có dám thi sức với mình không? Thi luôn. Mình sợ bạn hả? Cơ bắp như vậy mà bạn cũng đòi thắng nữa hả Đốm? Thi đi rồi biết. Bắt đầu. À, hay quá, bụng bự khỏe quá. Ở khu này ta là mạnh nhất. Xí, cỡ bạn mà đòi mạnh nhất hả? Chứ còn ai có thể nâng được cục đá nặng gấp 2 lần trọng lượng cơ thể của mình được. Bạn hay tay to hay là bò vàng? Vậy chắc bụng bự mạnh nhất thiệt rồi đó. Xí, hẹn bạn chiều nay ở đây, mình sẽ cho bạn gặp người mạnh nhất khu này. Được, mình sẽ chống mắt lên xem. Sao rồi đó, người mạnh nhất của bạn đâu? Đây nè. Con kiến nhỏ xíu như vậy mà đòi mạnh hơn mình. Mắc cười quá đi, nó nâng cuốn sách còn không nổi mà đòi mạnh nhất cô này sao? Loài kiến là loài có sức mạnh phi thường, có thể nâng vật nặng gấp 5.000 lần cơ thể của nó. Vậy thì sao? Nó cũng đâu có nâng được cục đá to như mình. Nếu một con kiến có kích thước bằng một con người thì... Trời, mạnh dữ vậy. Thế nào, có muốn nói với con kiến không? Thôi, mình chịu thua. Thôi, đừng buồn. Mình nghĩ qua chuyện này, ai cũng rút ra được bài học cho mình rồi. Đốm thì nên thừa nhận chiến thắng của người khác, như vậy mới có tinh thần thể thao chứ. Còn bụng bự thì nên hiểu rằng núi này cao còn có núi cao hơn, nên phải khiêm tốn và không được ỷ lại. Tụi mình hiểu, rồi. Lắm đó nha. Ba vừa gọi nói là ngày mốt ba về. Thích quá. Con ăn mau đi cho mau lại sức. Chứ để ba về mà thấy con ốm như vậy thì ba sẽ không vui đâu. Nhưng con ngán lắm. Ngày nào cũng ăn đồ bổ. Con quá đói. Con có biết là trên thế giới này có biết bao nhiêu người không có gì để ăn hay không? Thì mình mang đồ ăn này chia cho các bạn đó đi. Ăn đi. Nhiều chuyện quá. Đốm, sao con đi học mà không thưa mẹ? Con thưa mẹ con đi học. Yên tâm, mẹ không bắt con ăn nữa đâu. Mẹ nói thiệt, mẹ hứa đó. Con cảm ơn mẹ. Con có muốn ăn gì không? Không. Không. Bụng bự, nhanh lên, sắp
sắp tới ca bác bảo vệ thay ca rồi đó. Từ từ, An tới nè. Nói nhỏ thôi. Giờ kiểm tra đã hết, các em mau nộp bài đi. Hả? Còn chút xíu nữa mới xong mà. Sao hết giờ sớm quá vậy? Đó, bụng bự, bỏ viết xuống. Hết thời gian làm bài rồi. Lần kiểm tra này cũng như lần trước nha, ai dưới 5 điểm thì cô sẽ mời phụ huynh đó. Biết rồi, chúng ta phải sửa lại bài kiểm tra đó, vì một tương lai tươi sáng, không bị mời phụ huynh. Đừng nói lớn quá, mau đưa mình cái súng bắn dây nè. Thôi chết, bác bảo vệ sắp tới rồi. Xin lỗi bụng bự nha, mình cũng kịp sửa bài cho bạn rồi. Rồi, bây giờ cô sẽ phát bài kiểm tra. Đốm, 9 điểm. Đốm, đập tay cái coi. Bụng bự, 3 điểm. Hả? Bụng bự, cái này là của em đúng không? Tối qua em là người lẻn vào trường làm chuyện mờ ám gì đúng không hả? Bụng bự, điểm thấp còn bài trò nữa hả? Cô sẽ báo với hiệu trưởng đuổi học em. Tại... Đốm nè, cậu tính để bụng bự chịu lỗi một mình như vậy sao? Sao lại không? Hai người cùng chịu tội thì tội cũng có ít hơn đâu. Cứ im lặng mà lấy 9 điểm về khoe mẹ thôi. Ngươi là đồ xấu xa, ích kỷ, chỉ nghĩ cho riêng mình. Thôi đi, lúc nào cũng nghe lời nhà ngươi thì chỉ có chết. Ồn ào quá, im lặng đi. Thưa cô, chính em là người tối qua đã lẻn vào sửa bài kiểm tra, nhưng không kịp sửa bài cho bụng bự. Thật không ngờ, cả hai em lại làm chuyện gian dối trong học tập như vậy. Cô chắc chắn sẽ phạt nặng hai đứa. Nhưng trong chuyện này, Đốm cũng là người dũng cảm. Khi dám thừa nhận lỗi lầm của mình, thay vì đuổi học, cô sẽ cho hai con một cơ hội nữa. Dạ, em xin hứa là lần sau sẽ là đôi bạn cùng tiến với bụng bự, chứ không phải là cùng làm tội phạm nữa. Nhớ đó nha. Ma sao? Gió gì? Gió gì? À, con muỗi. À, bắt được rồi, đồ phá hoại. À, ta chưa đuổi cổ rồi, sao ngươi còn đập ta? Không đập ngươi, ngươi đi truyền nhiễm hả? Sao mà ta truyền nhiễm được kia chứ? Thì chích người hút máu, chứ còn sao? Ngươi bị điên à? Ta là muỗi đực, đâu có hút máu được đâu. Hả? Có vụ này nữa hả? Ta chỉ bị lạc vô đây thôi, chứ ta hút dừa cây trong khu rừng vui vẻ. Nhưng ngươi sẽ lấy vợ, rồi sẽ sinh con, đi truyền nhiễm mà. Ta ốm yếu như vậy, không còn muốn cái nào muốn lấy ta hết. Ngươi bị bệnh hả? Không, vì muốn được với ta chỉ sống được quá lắm 15 ngày thôi. Hết ngày mai nữa là ta sẽ chết. Thôi, đừng có buồn nữa. Ngươi lấy vợ mắc công sinh con, rồi lại truyền nhiễm, không có tốt đâu nha. Ta đâu có cần lấy vợ, ta chỉ muốn trước khi chết có thể làm được một việc tốt, để vớt vát được tiếng tăm cho loài muỗi ta thôi. Hả? Là ngươi muốn làm điều tốt hả? Ừ, làm một điều tốt trước khi chết. Đơn giản, mai ta sẽ giúp ngươi. Ừ, thật hả? Chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta sẽ vào rừng xanh, nếu có lâm tặc vào chặt cây thì ngươi sẽ tấn công để đuổi họ về. Chà, nghe ngu đó, nhưng ta liệu có làm được không? Nếu đó là một việc làm cuối cùng của ngươi, ta chắc chắn ngươi sẽ làm được. Thôi, hôm nay cưa một cây đủ rồi, hôm qua cưa nhiều quá, sẽ bị phát hiện luôn. Đến rồi kìa, ngươi chuẩn bị chưa? Dừng ngay tên lâm tặc kia. Cúi đầu cho nhau bất mình kia. Ta nói ngươi đó, đừng phá hoại. Hả? Con mũi nhép, người tính làm gì ta? Chết ta chắc. Được, ta sẽ cho ngươi biết. Trời ơi, trời ơi. Ở khu vực này đi không? Được rồi, ta đi, ta
ta đi mà. Đuối quá. Ngươi có sao không? Cuối cùng ta cũng đã làm được. Ước gì có thêm thời gian để làm thật nhiều việc tốt. Cảm ơn ngươi đã giúp ta. Ta đi đây. Ta sẽ làm như ngươi nói, làm việc tốt khi còn có thể. Cảm ơn ngươi. Đốm ơi Đốm, cứu Bụng Bự đi Đốm. Bụng Bự bị bắt cóc rồi. Bạn nói sao? Bụng Bự bị bắt cóc hả? Hồi nãy mình và Bụng Bự cùng đi đến để rủ Đốm đi chơi ném bóng. Khi Bụng Bự nhặt quả bóng bị rớt ra thì từ trên cao một chiếc máy bay xà xuống chụp ngay Bụng Bự kéo lên luôn. Họ còn quăng lại tờ giấy này nè. Muốn giải cứu bạn phải mang đủ 200 kg phô mai, bằng không thì biết tay bọn ta. Giờ mình phải làm sao đây đó? Chắc chắn bọn họ sẽ ra nhiều chỉ thị khác nữa. Chúng ta cần điều tra thêm bọn họ là ai thì mới đối phó được. Hay da, hay da, chơi cái trò này vui quá à. Hey. Yeah. Hey. Ngưng lại đi, bọn ta ghét tiếng ồn. Nhưng ta thì thích, chơi ném bóng á là thú vui của ta. Đại ca, giờ mình phải xử tiết làm sao? Tại cày nha, anh ăn no rồi đi ngủ giúp em nha. À, cũng được á. Cho 2 nước ép cà rốt, 3 ly bơ dầm và 5 ly cam dắt nha. Mấy bạn tốt bụng ghê á, cảm ơn mấy bạn nha. Chắc Bụng Bự đã có một bữa ăn ngon lắm á nha. Dễ dàng hết được bạn đó được. Phải luôn bình tĩnh và chủ động đối phó với kẻ xấu chứ. Ta muốn ăn phô mai.